Dạ rồi hai, em chào tất cả các anh chị đến với kênh Nhật Bãi Hậu Giang 95 mấy anh chị. Nay thì về được mấy con máy mấy anh chị, máy hệ ha. Vừa tới là em quay video cho mấy anh chị luôn hả mấy anh chị. Máy hệ chưa qua vệ sinh gì hết hả mấy anh chị. Đa phần là Mitsu không nha. Ở đây em có 1, 2, 3, 4, 5 con Mitsu 6, một con Mitsu 75 hả mấy anh chị. Em quay tới đâu thì em cũng báo giá tới đó luôn nha mấy anh chị ha. Đó, mấy anh chị xem ưng con máy nào có liên hệ trực tiếp em qua Zalo, hoặc số điện thoại em để góc bên trái màn hình hả mấy anh chị. Rồi đa phần máy này là đa phần chưa vệ sinh gì hết nha mấy anh chị ơi. Chưa qua vệ sinh gì hết. Đó, giá máy bây giờ em lấy cũng hơi cao mấy anh chị thông cảm nha mấy anh chị. Giá máy nó cao thì em phải bán cao nha. Ở mấy anh chị xem video thì mấy anh cũng biết rồi, dạo này 181 nó cực kỳ khan hiếm luôn mấy anh chị. Rồi đầu tiên ngày hôm nay em có con Mitsu GM 180 nha mấy anh chị nha. Con này tình trạng của nó là nó bị dơ sình thôi mấy anh chị ha. Nó dơ sình. Anh thấy không? Nó bị đóng sình dơ. Oppo nè, chẳng dờn mấy anh chị. Con này gửi ra là bao xúc sắc luôn đó mấy anh chị. Tiễn nha mấy anh chị. Đây, mình sang con, cái co là còn 7 màu luôn. Đó. 180, con này đẹp xuất sắc luôn. Đủ đồ nha, con này rửa ra không chê được luôn mấy anh chị. Thùng xăng ở trong anh chị nhìn nè. Không một miếng bợn luôn nha mấy anh chị. Chẳng không một miếng bợn luôn nha. Không mốt, không méo gì nha mấy anh chị. Đó, đầy đủ đồ luôn nha. Cái miếng mà bảo vệ cái công tắc nó còn nè mấy anh chị. Rồi. Con này em bán cho mấy anh chị giá 4.200.000 nha. Em bao hơi lửa cho mấy anh chị nha mấy anh chị. 4.200.000. Bản ra bản ghét là còn đẹp xuất sắc luôn. Đó, anh chị thấy không? Bản ra bản ghét là đẹp xuất sắc luôn. Tem mạc đầy đủ hết. Áo gió chụp giật chó sắt luôn nha mấy anh chị ha. Chụp giật chuông là chuông chó sắt luôn nè. Rất là bền. Đây. Con này chỉ bị dính sình thôi. Dính sình dính nhớt anh chị gãi à, chẳng tư à. Con này về mấy anh chị mua dầu lửa trắng á, mấy anh chị xịt vô nó. Xịt ướt cái máy luôn nha. Mấy anh chị để cái tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ. Rồi mấy anh chị đem ra vệ sinh, cực kỳ dễ vệ sinh, cực kỳ sạch luôn. Dầu lửa trắng đó nha mấy anh chị. Rồi, kế bên đây thì một con hàng siêu VIP mấy anh chị. Hàng siêu VIP nha. Con này thì Mitsu GB 181 mấy anh chị. Đó, nó đã độc là nó là áo gió 2 tầng chụp giật có sắt luôn này nha mấy anh chị thấy không. Chụp giật có sắt 2 tầng luôn, cực kỳ hiếm nha mấy anh chị. Đó, cái dòng GB này nó hay hư cái chụp giật ngủ lắm. Đó, mà cái chụp giật sắt này mà hai tầng này luôn nè, zin của nó luôn nè nha mấy anh chị ha, chính hãng nó luôn. Mưa luôn mấy anh chị, chắc em quay nhanh nhanh đó. Đó, mấy anh chị xài cái chụp giật này ha, mấy anh chị xài là thiên thu luôn á mấy anh chị. Con này thì siêu whip anh chị, lóc lát trắng tư à. Không một miếng bợn luôn. Đó. Hai cái ốc của Sonbo nè, trắng tinh luôn mấy anh chị ơi. Rồi. Con này 4.600.000 nha mấy anh chị ha, 4.600.000. Siêu whip luôn nha mấy anh chị. Con này gỡ ra là xuất sắc luôn. Dòng này là dòng 181 luôn nha mấy anh chị ha. GB 181 lồng hệ luôn á mấy anh chị. Xóa xăng, ống xăng zin của nó còn đầy đủ hết. Chị thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Thùng xăng của nó nè. Mặt báo xăng còn luôn nha. Lượt trắng tinh luôn. Đó, thùng này thì không bao giờ xét được đâu nha mấy anh chị. Anh chị nhìn bản ga, bản ghiết nè. Xuất sắc luôn anh chị ơi. Đây, hơi hãm. Đó, anh chị thấy không? Quá đã luôn nha mấy anh chị. Rồi. Kế bên đây thì tiếp tục là một em Mitsu GM 182. Con này phải nói là cũng là hàng đỉnh đó nè mấy anh chị. Con này nó bị mất cái phá xăng nè. Nữa em gắn cái phá xăng lại cho mấy anh chị nha. Đó, anh chị nhìn cái phần đầu bò nè. Bình xăng con đó nè, chẳng tin hết nè mấy anh chị ơi. Đó, anh chị thấy không? Bugi đục bích luôn, dằn ngó luôn. Đó, cái bô anh chị nhìn nó bô nè. Mấy con này là máy hàng tiễn nha mấy anh chị. Tiễn ốc ác anh chị nhìn nó của sông bô nè. Lóc quá đỉnh luôn, đẹp không chỗ nào chê. Đây, quay một bản ra. Đây, bên sàn con ta e vàng hến luôn. Trắng tươi, lượt nhìn trắng bỏng luôn. Rồi, con này em bán 4.2 nha mấy anh chị ha. 4.2 em gắn cái phá xăng zin đàng hoàng lên cho mấy anh chị nha mấy anh chị. Gắn phá xăng zin ngon lành đàng hoàng nghiêm chỉnh này cho mấy anh chị nha. 4.200.000 con này nha mấy anh chị. Ôi giờ giật chưa tươi một miếng luôn mấy anh chị. Rồi, bên đây thì một con Mitsu GM 231 nha mấy anh chị ha. 231 con này thì nó cũng không được xuất sắc cho lắm mấy anh chị. Ốc tán cũng vàng nè, bô biết còn. Con này là đời quỷ nha mấy anh chị ha. Quỷ này nó vận chuyển mấy anh chị, nó gớt nó cụm vô nè, mình bẻ uống nó lại ha. Đó, bô e nhớt nè,
bogie đột bích nữa nè. Đó, con này 231 nha, thùng xăng vuông, mắt quỷ thùng vuông, thùng xăng trắng tinh luôn nha mấy anh chị ha, thùng xăng này trắng tinh luôn nha. Đó, con này em bán bao hơi lửa cho mấy anh chị nha, bao hơi lửa cho mấy anh chị. Đó, con này 4,5 triệu nha mấy anh chị, 4,5 triệu nha, bao hơi lửa cho mấy anh chị. Đầu bò nhìn nè, 352 mã cò mã kiết còn đủ hết. Con này nó chỉ dơ thôi, hình thức là nó chỉ dơ đó mấy anh chị, dơ rồi chứ ốc tán cũng còn vàng hết nè. Rồi kế tiếp thì cặp 181 mấy anh chị, con này chắc phải để dành để gã thịt mấy anh chị ạ, để dành gã thịt, nó liền lạc dữ dằn luôn mà nó lóc lát nó xấu. Nói gã thịt chứ mấy anh chị đừng có bóc mà mua nguyên cục máy mấy anh chị, không có rẻ đâu nha mấy anh chị, cũng 4-5 triệu một cục không. Thùng này nó hơi thúi, nếu em để dành gã thịt. Đó, bên đây con này đẹp mấy anh chị, con này được, con này lóc lát ok nè, lóc lát ok, đầu bò trắng tư, bản ga cũng còn khá sạch luôn nè. Đó, đời tắt tròn ha, rùa đỏ ok, núng đen đỏ còn hết. Đó, nó gãy phá xăng đây miếng nè anh chị thấy không, thùng này như nó sạch lắm anh chị, thùng này như còn trắng bỏn nè. Rồi, thùng này sạch sẽ nha anh chị nha, ok luôn. Đó, con này 5,5 triệu nha anh chị ha, 5,5 triệu. Rồi, 5,5 triệu nào là anh chị nào làm liên hệ em nha, một con duy nhất nha anh chị, 181 vuông, con này gửi ra đẹp á, gửi ra được chứ không có xấu đâu nha anh chị. Tại hiện tại giá máy nó căng lắm nha anh chị, 181 đủ đồ rồi, 5,5 triệu à, rẻ rồi đó. Rồi, em cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của em nha. Em hẹn gặp lại mấy anh chị video khác nha mấy anh chị.